Rồi, xin chào quý anh em yêu mến kênh Bonsai VN. Thì cái cây này thì giờ là nó đã gần là muốn là thành phẩm, cũng chuẩn bị mình chuyển chậu cho nó rồi. Thì sẵn nay mình lên luôn, mình lên clip trước khi mà mình spa lại, nghĩa là mình làm nhè lại quý nha. Thì trước khi làm thì phải quay clip lại, chứ không là cắt cành cắt đồ là coi như trái bông là mất tiêu hết, không còn gì để anh em mình quý anh em mình nhìn ngắm nữa là cũng mệt lắm quý anh em. Đây nè. Dòng này trái rất là dài và đẹp nha quý anh em. Trái nó dài như trái đu đủ đủ nè quý anh em. Mắc cười lắm. Đấy, thấy không? Đang đậu trái và đậu hoa nè. Nhìn trái nè. Trái nó có nhìn nó có những cái lông nó bao xung quanh mà nó dài, nhìn dài lắm, mắc cười lắm. Đây. Giờ anh em coi hoa của nó nè. Dòng này lá búp sen tròn dày đọt đỏ nha quý anh em, nó kéo đẹp lắm, nhưng mà đây là do mình đang nuôi đột phóng nè quý anh em. Nên anh em mình không thấy nó kéo, chứ bình thường là kéo như thế này nè. Đây quý anh em. Đấy, bình thường là nó kéo đầu như thế này, rất là đẹp nha. Ha. Bình thường là kéo ra những cái đầu sen như thế này nè. Và đọt rất là đỏ, mình nó rất là dày là đẹp lắm nè. Mình nói với anh em là hoa trái chi chít luôn quý anh em. Bây giờ là mình sẽ tàn mình làm là không biết là như thế nào luôn, mình chấp nhận mình bỏ luôn. Đấy, chấp nhận bỏ ngay quý anh em. Bông của nó thì bệt ngát. Đó. Bây giờ là làm thôi. Nè, thấy đầu sen nó không? Cái lá nó dính hình trái tim này còn dày nè. Bây giờ là mình sẽ làm hàng sân vườn với anh em. Cao mét, cao là 1m2, cao 1m2 tính từ mặt chậu lên, tàng ngang là ở tầm 1m1 á. Hàng gốm, nó hàng gốm đời với anh em, cùng rừng nè. Mình thì mình đang nuôi, mình nuôi bắt đầu mai mốt mình sẽ ép đĩa, nếu nó chưa giao lưu được. Còn giao lưu được thì thôi. Hoa của nó bây giờ là em nói nghe quý anh em, đây nhìn nó đầu trái đầu quẻ nhìn ghét không quý anh em. Trái nó dài y như trái đu đủ, nhìn cừ lắm. Hay, mỗi loại có một vẻ đẹp riêng, mình sưu tập thì sẽ được đủ loại. Nhưng cái lá này là mát quá, nó mắc lập nên lá nó to đùng không quý anh em. Bông nó nè. Dòng này khi nào mình cắt bắt đầu nó cung lại, bắt đầu mình đi thiếp là vô là bắt đầu nó kéo đọt xem là đẹp lắm. Nó kéo những cái đọt nhìn phê. Cái này hôm trước nó kéo đọt nhìn đẹp lắm. Kéo những cái đọt nhìn đã lắm. Mà đọt nó đỏ rực đẹp lắm. Này nhìn thấy không? Kéo những cái đầu sen rất là đẹp này. Bây giờ là mình tiến hành mình xử lý đó quý anh em. Đem vô là mình xử lý nó, mình làm lại hết. Hoa rồi của nó là chi chít luôn. Thì anh em mình có nhờ ý sở hữu alo cho mình, và số điện thoại Zalo 0932411987. Lúc mà anh cho em sở hữu là chắc là mình đã làm mất rồi. Thì cây này thì giao lưu ưu tiên anh em nào quen xe nha. Chứ còn bưu điện là nó không thể nào nhận được cái đây. Đấy. Cũng có khả năng nhận được nếu vô thùng gỗ, nếu mà cái đây vô khung gỗ cũng phải là 1m8 nó mới nằm trọn được. 1m8 ngang tính chậu luôn, chiều cao của nó phải 2m và tính cái chậu bự nó này quý anh em. To lắm, cây này là hai người khiêng. Mình đang ở trong chậu nuôi nè quý anh em, chưa chuyển qua đất Nhật. Hầu như giàn xương nó mình nuôi hầu như ngọt hết. Giàn xương nuôi ngon lành hết, nuôi lâu rồi. Bây giờ là chỉ có việc là ngồi chờ sung rụng và thưởng thức thôi. Hoa nè. Để mình đem vô spa lại nè. Không, mấy cành này là mình thả rồi, bắt đầu bây giờ nó nứt lên những cành khác, bắt đầu mình vô thép nó là xong. Đấy, coi cái đọt cành của nó mà mình nuôi nó bằng ngón tay, anh em thử nghĩ là cái hải châu mà nuôi bằng ngón tay thì bao lâu mới có được ha. Rất lâu nha quý nè. Đây mặt sau thân là thân mấy nè, to đùng mà. Hàng này là hàng gọi là hàng còn sót lại cái thời lâu rồi đó. Bây giờ là giờ cụm cỡ này là nó vớt sạch hết rồi, lấy hết rồi, tuyệt chủng. Đó, cái đây là trái dài nha, nhìn trái như đu đủ nha, nhìn cưng lắm. Đây, anh coi đây. Anh em coi chùm trái của nó nè ha, nhìn thấy ghét không? Chín là nhìn đi, y như trái đu đủ, nhìn thấy. Đây là do nó chưa sung mà nó sung nó to nữa nha quý anh em, bự nó nhìn nó to lắm chứ nó không phải nhỏ đâu, nó dài nó bự lắm, nhìn nó gọi là vàng giống như là. Ừ, như trái đu đủ, mình nói khác chút nào như trái đu đủ. Thằng này là thằng trái tròn, trái như dương bi.
thằng này thằng tới dài như đấy thấy đủ đấy. Đó, quý anh em mình nhu cầu nhà ý sở hữu alo cho mình với số điện thoại Zalo 0932411987. Khi mà anh em sở hữu thì cây này sẽ làm được làm mình làm sẽ thành một cái cây cầm rừng mà thuật làm lên, bắt đầu mình quay video đăng lên cho anh em xem. Cái clip này là clip mình lưu lại cái độ hoa của nó. Cái hoa này là do anh em biết sao nó ra không? Nó ra ít không? Như thế này nó ra bằng nhiều, tỷ lệ nó ra khoảng 60%, nhưng mà còn ít là lý do là nó đang nuôi đột phóng này. Khi nếu mà những đột nó dè rồi bắt đầu là nó dồn lực, nó sẽ đưa hoa ra dữ dằn hơn nữa ha. Đó là lý do. Còn đây là mình đang thả rong. Mình thả rong thì hầu như cây về thả rong thì ít bao giờ mà ra sung, nó ra hoa nhiều lắm, bởi vì nó nuôi đột phóng. Còn khi mà anh em mình để dè rồi nó rút lại như đây, nó sẽ kéo hoa liên tục. À chịu nổi nó quý nè. Đèn hoa hôm trước bây giờ hôm nay vẫn còn nè. Trên này đậu một lớp vẽ rồi, bây giờ là tiếp tục là hoa nè, đậu vẽ nè. Nhìn nó kinh khủng lắm quý nè, anh em thấy không? Khi mà nó dè tàn rồi nè. Rút nè, đột sen nè ha. Sen đột sắn. Đó, trái nó nè. Nhìn anh em nhìn là chỉ có là trái thôi, nuôi thiết mày sợ sợ chết cây chứ đừng có nói đùa với anh em này. Kinh khủng không? Nên là nói chung là anh em mình đến một trình độ nào đó rồi thì bắt đầu là hoa quả sẽ kéo ra phủ phê. Lá rất là nhỏ nha quý anh em, chứ không phải cây này lá rí chứ không phải thuộc là lá nhỏ nha quý anh em. Chuẩn bị nó rút lá là nó nhỏ xíu á. Do đây mình thẻ nè, nuôi thẻ nè. Nó dòng lá rí chứ không phải lá nhỏ nha quý anh em. Lá nhỏ là như cây này nè. Sung quế anh em thấy không? Mình trang phân nó phóng đột, nó sung đột sắn, nó thẻ rong nó xoắn. Bản chất cây này là cây hải châu lá nhỏ, lá rí hàng đảo. Mình nuôi vậy quá nha. Khi nào bắt đầu mình lấy thì nó sẽ khác. Anh em cần liên hệ 4CVN số thời Zalo 0932411987.